tiền đâu mất rồi? Mình đã tìm mới được. Quá rảnh rơi tiền đấy, tròn lại mà không tìm mới đâu. Ơ, hình kia là người đang tìm tiền sao ấy? Chắc là người đấy nằm mất tiền rồi, mình phải ra trả mới được. Bà ơi, bà có phải đang tìm tiền đúng không? Đúng rồi, bà đang tìm tiền. Thế sao thế cháu? Bà xem đây có phải tiền của bà không? Cháu vừa nhặt được ở kia. Ô đúng rồi, số tiền này bà vừa đánh rơi. Cho bà xin nhé cháu nhé. Đây thế bà thưởng cho cháu túi kẹo. Vâng cháu xin ạ. Ôi em đau bụng quá. Thế hả em? Thế để anh đi mua thuốc cho em nhá. Nhưng mà mình làm gì còn tiền hả anh? Rồi để anh nghĩ cách. Mình nói khéo với người ta mình hoàn cảnh, chắc người ta sẽ bán thiếu cho mình vài hôm em ạ. Em chờ anh nhá để anh mua cho em. Bà chủ quán ơi. Cái gì cháu? Cháu mua kẹo cho bà đi. Mày cháu không mua kẹo gì. Em cháu đang bị ốm, bà có tiền không? Cho cháu mượn 20 nghìn để cháu mua thuốc cho em nó. Cái gì không mua hàng mà đòi mượn tiền á? Cút! Bà ơi, cháu xin bà đấy, em cháu đang ốm nặng lắm. Bà có tiền cho cháu vay 20 nghìn. Ngày mai cháu giả bà 30 nghìn để cháu mua thuốc đỡ cho em cháu một hôm bà ơi. Chưa sáng ra đã nhẹ nhẹ rồi. Đây, 20 nghìn đây. Mai phải giả 30 nghìn nhá. Vâng, cháu xin. Ngày mai cháu sẽ cho bà ngay ạ. Cháu đồ ơn bà, cháu đồ ơn bà ạ. May quá, em mình có thuốc rồi. Trinh ơi, ra cầm tiền mua cho anh nọ thuốc đau đầu, anh đau đầu quá. Đâu anh đưa tiền để em đi. Đây tiền đây. Em xin, em đi mua thuốc anh nhá. Đi nhanh rồi về em nhá. Ôi, nó bước này đuổi thuốc một thàn luôn. Rồi đi mua kèm ăn vậy. Kèm ăn. Đấy, ăn kem này có xuống không? Một thuốc. Trinh ơi, cầm tiền lên đi mua thuốc cho mẹ nhé. Mẹ đau bụng quá, mẹ cũng đi đâu mua cho mẹ nhé. Vâng, mẹ cứ yên tâm, con sẽ mua thuốc xịn nhất trong cái quán cho mẹ uống luôn. Rồi, có mới đau bụng một tí mà đòi thuốc mấy cả thằng. Thôi, đang thèm cái cày, lấy tiền này mua cái cày luôn. Anh ơi, bán cho em cái chân gà. Chân gà 20 nghìn một cái, của em đây. Ừ, anh xin, đây của em. Xin, ngon. Ơ gì, ngày nhà mẹ mình cũng bảo đi mua thuốc. Làm mình có tiền mua cái cây rồi. Cái bụng qua mình phải đi mua gì ăn mới được. Bán cho em gói chân gà rút xương, em đói quá. Cái gì? Cái loại người xấu xí bẩn thỉu như mày mà cũng đòi đến đây mua hàng của quán tao á? Biến nhanh không, tao cho mày lo đồ ăn. Anh ơi, em có 10 nghìn đủ tiền mua một cái chân gà mà anh. 10 nghìn như thế? Chờ tao một tí. Đây, của mày ơi, ăn đi. Kẹo của mày đây, mày ăn đi. Ăn đi, cái đồ người xấu xí bẩn thỉu. Cút đi. Anh ơi, bán cho em cái chân gà rút xương. Cái loại ăn xin nghèo nghèo như mày mà cũng có tiền ăn chân gà. Biến đi, tao không bán cho cái loại nhà nghèo như mày đâu. Anh ơi, nhưng em có tiền mà. Cái gì tiền á? Cầm lấy mà cút đi. Tao không cần cái đồng tiền bẩn thỉu như mày đâu. Cái loại bẩn thỉu đi, bẩn hết quán tao.